đại lao phủ khai phòng minh nguyệt cô ăn chút gì đi xương chiên giòn món xương chiên giòn này do chính tay nhị thuốc nhà chúng tôi làm đó thuốc ấy đã dặn tôi đem đến đây cho cô thuốc ấy còn kêu tôi nói với cô Cách duy nhất để giúp được cô và cứu cô bây giờ... Chính là kể hết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm đó ở nhà nghỉ cho Thúc ấy biết. Quý tỷ! Tỷ nói với quên ấy giúp tôi rằng... ý tố của quên ấy tôi xin nhận. Minh Nguyệt! Cô đừng như vậy có được hay không? Minh Nguyệt! Trước đây tôi... Cũng giống như cô bây giờ vậy. Cô không biết đâu... Một người phụ nữ vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm con những nỗi khổ đó ngoài bản thân ra sẽ không có ai hiểu được đâu nếu mà năm xưa bản thân tôi không cứng đầu như vậy nếu tôi tìm được một người đàn ông có thể nhiệt tình giúp đỡ cho tôi thì tháng năm bây giờ có lẽ cũng đã lập gia đình rồi bây giờ tôi cũng đã như vậy rồi Nói mấy chuyện này thì được gì chứ Minh Nguyệt Cô nghe tôi nói hết trước đã Tôi biết rằng Nhị thuốc nhà chúng tôi Có tình ý thật lòng với cô Trước đây Tôi cũng định phản đối hai người Tôi không chấp nhận được Nhị thuốc nhà chúng tôi cứ ở bên cạnh cô Nhưng mà Tôi nhìn thấy nhị thúc Đau buồn vì cô Nhìn thấy cô thì đã nông nổi như vậy tôi lại cảm thấy nếu mà bây giờ không để cho hai người gặp mặt nhau một lần lỡ như có chuyện gì bất trắc xảy ra thật thì lúc đó hối hận cũng không kịp. Tôi vốn là người phụ nữ bị chồng bỏ, không hề xứng đáng được hạnh phúc gì cả. Huống gì bây giờ tôi còn là một tội nhân sắp phải bị xử trảm. Tôi không muốn liên lụy quên ấy tỉ hiểu chứ. Minh Nguyệt, nếu cô đã biết không còn nhiều thời gian thì cô càng nên gặp mặt nhị thuốc một lần chứ. Bởi vì tôi cũng thích quên ấy nên tôi không thể gặp quên ấy. Tôi không muốn Quỳnh ấy thất vọng Quỳnh ấy đã từng trải qua nỗi đau mất thê tử rồi Tôi không nhẫn tâm để Quỳnh ấy một lần nữa Phải nếm trải nỗi đau mất đi người mình yêu Nếu đã như vậy chẳng thật kết thúc cho rồi Quế tỷ, tỷ hứa với tôi Phải giữ bí mật này giúp cho tôi Tỷ đừng nói Quỳnh ấy biết Và giữ bí mật này cho tôi nha tử lạc à con đang làm gì vậy con không vui à ừ. cha cùng con chơi trò đá bóng chịu không con không chơi vậy cha dẫn con ra ngoài quán ăn mì nha không ăn tử lạc vậy con nói cho cha biết con muốn gì nè con muốn gặp mẹ tử lạc à không phải cha đã nói với con rồi sao bây giờ mẹ con đang làm việc ở khai phong phủ không đi gặp được không con muốn đi gặp mẹ con muốn gặp mẹ tử lạc đừng nhõng nhẽo nhõng nhẽo nữa cha đánh con bây giờ tử lạc trái bí mật trái bí mật cha con không chịu dẫn con đi gặp mẹ à. Nếu con ngoan và nghe lời Thúc sẽ dẫn con đi gặp mẹ có chịu không Thúc sẽ dẫn con đi gặp mẹ thật chứ Con phải ngoan ngoãn thì Thúc mới dẫn đi Phúc bá à Bá dẫn tử lạc vào trong trước đi Ờ dạ Tử lạc à đi Thúc đã hứa sẽ dẫn con đi gặp mẹ đó Ừ Hôm nay tôi đến Là muốn giúp Minh Nguyệt Coi thử có chứng cứ mới nào không Để phản án cho cô ấy vì vậy tôi có vài chuyện muốn hỏi huynh Minh Nguyệt là thê tử của tôi Muốn cứu cũng là tôi cứu Không cần huynh phải lo Ý huynh nói tôi nhiều chuyện phải không Chỉ còn vài ngày nữa là Minh Nguyệt bị xử trảm rồi Huynh còn ông chung tự tại ngồi ở đây làm gì Huynh đang chờ gì Đang chờ Minh Nguyệt chết à Vậy thì đã sao chứ Bây giờ mọi chuyện đã rõ đã thành sự thật rồi Tôi còn thay đổi được cái gì nữa Huynh ngồi ở đây đương nhiên là không giúp được cho cô ấy rồi Tôi nói cho huynh biết Huynh không giúp cô ấy tôi giúp Huynh không cứu cô ấy tôi sẽ cứu Đủ rồi Quỳnh đừng tưởng rằng giả bộ làm người tốt thì có thể chia rẽ tôi với Minh Nguyệt. Tôi nói cho Quỳnh biết, Minh Nguyệt khi sống là người của nhà họ Chung, thì chết cũng là má nhà họ Chung, không liên quan gì tới Quỳnh hết. <laughs> với lại ai mà biết được có phải vì Quỳnh yêu không thành mà đi hãm hại cô ta không? Quỳnh nói cái gì vậy? Bản thân Quỳnh lòng dạ dơ bẩn mà làm như là lỗi của tôi vậy? Tất cả là đều tại Quỳnh. Nếu không phải tại Quỳnh, thì Minh Nguyệt đâu có ra nông nổi này? Trước đây bởi vì Quỳnh lăng nhăng ngoại tình, hại cô ấy mất đi tổ ấm bây giờ huynh còn đưa người phụ nữ mang thai về đây hại minh nguyệt chịu quan vào ngục đây là việc mà một phu quân làm sao hả rồi sao huynh muốn đánh tôi à đúng vậy nếu đây không phải là tay của tôi thì tôi đánh chết huynh cho rồi đánh đi huynh đánh thử coi huynh có tin tôi báo quan không có tin tôi tố cáo huynh <laughs> giết người phóng quả bắt cóc con nhỏ không huynh <laughs> thử coi thì sẽ biết ngay đúng là ngang ngược vậy mà cũng nói ra được phúc bá à tiễn khách dạ âu dương tiên sinh xin mời tôi nói cho quỳnh biết tôi không để cho minh nguyệt xảy ra chuyện đâu chuyện của cô ấy tôi sẽ lo chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi tử lạc à tới ăn cơm nào con ồ tử lạc đang tập viết chữ viết chữ đẹp quá tử lạc ngoan nào chúng ta ăn cơm thôi Cha con muốn gặp mẹ Tử Lạc à Không phải cha đã nói với con rồi Mẹ có việc sẽ về nhà nhanh thôi Trong thời gian này con phải nghe lời cha nha Nào ăn cơm đi Cha nói dối Mẹ không bao giờ lâu như vậy mà không xuất hiện Con còn không nghe lời cha nữa cha đánh con Nào Cha đút cho con ăn được không Con không ăn Cha đáng ghét lắm Nếu như trái bí mập ở đây Thì thuốc ấy sẽ dẫn con đi tìm mẹ trái bí mật trái bí mật lại là trái bí mật cha không cho phép còn nhắc tới đó con không muốn ở cùng cha nữa con muốn mẹ con muốn trái bí mật con muốn trái bí mật à... con im đi tìm cái gì mà tìm. Dám, tìm dám tìm dám tìm dám tìm dám tìm nè nè con phải nhớ cho kỹ con là con của cha không được đi đâu hết càng không được nhắc tới cái tên trái bí mật ngoại ngoại ở đây cho cha con muốn gặp mẹ. <laughs> Phúc Bá à Trông chừng nó thật kỹ Nếu không có tôi thì không được ra ngoài Dạ <laughs> Tử Lạc Đến giờ ăn cơm rồi Tử Lạc à Nào Tử Lạc Tử Lạc Ngoan Về ăn cơm đi Ê <laughs> Ê nào Ừ, ừ, Phúc Bá, con nhớ mẹ con quá Ông dẫn con đi tìm mẹ có được không? Ê, mẹ con đang làm việc ở ngoài Tử lạc phải quan quản nghe lời nha Đừng để mẹ con lo lắng nữa, được không? Nào, ăn cơm đi Con xem Phúc Bá đã làm món gì cho con ăn nè Đây Đây chính là món bánh ngọt bán ở trước cửa nhà mà con thích nhất Đây là cơm trắng Ha. À món cá chua ngọt con yêu thích nè à, à đúng rồi còn có dưa leo nhúng giấm nữa ấy tử lạc ấy thiếu gia con đi đâu vậy thiếu gia lan quế phượng Nhị thuốc Thuốc cứ suốt ngày ở đây uống 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 Như vậy là cứu được người sao Vậy tôi không uống Thì Minh Nguyệt sẽ chịu gặp tôi sao Rồi cô ấy sẽ hết chuyện à Âu Dương Trạng Sư Âu Dương Trạng Sư Âu Dương Trạng Sư Âu Dương Trạng Sư à Hả Khuyên như vậy em tới đây có chuyện gì Âu Dương Trạng Sư à Tử lạc mất tích rồi Hả Sao lại như vậy Hả Tử lạc mất tích Sao vậy hả Tử Lạc suốt ngày khóc lóc đòi gặp phu nhân, còn nó muốn gặp Âu Dương Trạng Sư, nhưng lão gia không cho nó gặp, còn nhốt nó ở trong phòng nữa. đúng là quá đáng cái tình hội chung này, dám đối xử với Tử Lạc như vậy. Rồi sau đó thì sao? Sau đó Tử Lạc nhân lúc tôi đem cơm đến và không chú ý, đã lén lút xông ra ngoài. đến lúc tôi phát hiện đủ theo thì không thấy nữa. Nó chạy đi đâu ừ, chứ? Trời cũng khuya lắm rồi, sao mà biết được nó chạy đi đâu chứ? Tôi cũng đã hết cách rồi, mới tìm tới Âu Dương Trạng Sư giúp đỡ đó. Cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra Tử Lạc, ông cứ về nhà Hả? đi. Được được đa tả đa tả à quý tỷ tôi đi tìm đấy đại ca 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 à đại ca đại ca đại ca đang ở đâu vậy khai phong phủ Đại ca à, Đại ca Khuya như vậy con chạy tới đây làm gì Mẹ con muốn gặp mẹ Trái bí mật dẫn con đi gặp mẹ đi à, Được rồi đi. tử lạc ngoan tử lạc ngoan Con khóc lớn tiếng như vậy Mẹ con nghe được sẽ đau lòng lắm đó Chúng ta là nam tử hán đại trường phu Sao có thể để mẹ đau lòng được Anh nè tử lạc Quan nha Ngày mai sẽ dẫn con đi gặp mẹ có chịu không Vậy thì mau về nhà thôi Đi con Lan Quế Phường Âu Dương Đông Âu Dương Đông, quên ra đây Nè nè nè, nè Mới sáng sớm tới là làm cái gì vậy Liên quan gì tới cậu Cậu lo làm việc của mình đi Âu Dương Đông Cậu tính làm gì vậy À, cuối cùng các người cũng chịu ra mặt nói chuyện Trả con trai lại cho tôi Cái tin bụi bạc bỏ vợ bỏ con như cậu Mà còn dám đến đây gây sự nữa hả Các người bắt con trai tôi giấu đi Còn không cho tôi gặp con nữa Rốt của các người muốn cái gì Cậu còn dám nói sao Rõ ràng là cậu nhốt tử lạc ở trong phòng Là cậu không cho nó gặp Minh Nguyệt Tử lạc là con trai tôi Tôi muốn làm gì nó thì làm Cô giữ vào đâu mà giấu nó đi Tử lạc Làm gì vậy Tôi nói cho cô biết hôm nay tôi nhất định phải đưa tử lạc về nếu các người ngăn cản thì tôi sẽ báo quan tử lạc không có ở đây không ở đây các người đã giấu tử lạc ở đâu sáng sớm hôm nay nó cùng nhị thúc nhà chúng tôi đến khai phong phủ rồi đại lao phủ khai phong nào thì mẹ mới được về nhà vậy Mẹ sẽ được về nhà với con sớm thôi Con sao rồi Tưởng là con ngoan không Ở nhà có nghe lời của cha không Hả? Con không thích cha đâu cha đánh con Sao cha còn lại nổi đánh con được chứ Có phải là cô không nghe lời không Cha không cho con gặp mẹ Cũng không cho con gặp trái bí mật, Còn nhốt con trong phòng nữa Con không muốn ở với cha Nhốt con trong phòng sao cũng may có trái bí mật Nếu không thì con không được gặp lại mẹ nữa Đúng vậy Tối qua tử lạc lén lúc bỏ nhà ra đi Nếu không phải Phúc Bá nói cho tôi biết Thì tới bây giờ tôi cũng không biết có tìm được nó hay không đó Mẹ con không muốn ở với cha Con muốn ở với trái bí mật thôi Minh Nguyệt à Tôi biết bây giờ cô không muốn gặp tôi Nhưng mà cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa Tử lạc cũng là người vô tội Hay làm vậy đi Nếu như cô không chê gì tôi Thì tôi sẽ chăm sóc cho tử lạc giúp cô nhưng mà Tử Lạc <laughs> Tử Lạc Thì ra con chạy tới đây thật hả Tối ngày hôm qua con đã đi đâu Cha đi tìm con suốt cả buổi tối cha lo cho con lắm Trời ơi Quynh không cần giả bộ ở đây đâu Nếu không phải Quynh đã nhốt Tử Lạc Thì làm sao Tử Lạc bỏ nhà ra đi chứ Nè Quynh ăn nói cho đàng hoàng hả Tôi còn chưa nói Quynh mà Quynh lại đi nói tôi Quynh bắt cóc con trai tôi còn dẫn nó tới đây Rốt cuộc Quynh có ý gì Quynh Quynh vừa ăn cướp vừa lá làng sao Tôi Đừng có gây nữa dẫn tư lạc về trước đi mẹ con không muốn về nhà Tử lạc quan về nhà đi về nhà với cha đi ha mẹ, mẹ. À, Tử lạc à ngoan 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 về nhà với cha chúng ta đi về đi mẹ, đi mẹ, không về mẹ. đi thật ra cô đang nghĩ gì vậy bản thân cô đã ra nông nổi này rồi cô còn bắt Tử lạc đi theo cái tên khốn nạn đó quên đừng quên rằng dù sao tử lạc cũng là họ chung kế tổ là cha ruột của nó tôi biết Quynh rất thương tử lạc nhưng đây là chuyện gia đình của tôi Quynh đừng xen vào ờ để đi đi ca ở đây nhân. nhân thế nào rồi hai người có tìm được manh mối gì từ chỗ đinh phát không ngay việc giang ngọc cầm bị giết mà đinh phát cũng không biết hả vậy không còn cách nào để cứu minh nguyệt tỷ rồi rốt cuộc có chuyện gì vậy ờ, hoàng thượng đã hạ chỉ thu hồ kim đao của minh nguyệt và xử trảm cô ấy trong năm ngày sau Hả? sao lại như vậy chứ tôi và cưng long cũng vừa mới nhận được tin này thôi đó <laughs> cách duy nhất để cứu được cô ấy bây giờ chính là nhanh chóng tìm ra hung thủ để phản án cho cô ấy công tôn tiên sinh đã nói rất đúng Triển hồ về gửi đến hàng châu điều tra được gì đinh phát thừa nhận đứa con trong bụng Giang ngọc cầm là của hắn nhưng vì trong nhà có thể tử hung dữ cho nên không thể cho Giang Ngọc Cầm một danh phận Nếu như chung kế tổ biết được đứa con trong bụng Giang Ngọc Cầm không phải của hắn thì sao Vậy thì hắn đã có động cơ giết người rồi Tôi vẫn nhớ Hôm đó người giết thư thuê đã nói rằng Người đến nhờ giết thư là một nam nhân Vậy người đó có phải là chung kế tổ không Hắn sợ người khác nhận ra nét chữ của hắn Nên mới đi nhờ người khác giết thay Chung kế tổ biết được đứa con trong bụng Giang Ngọc Cầm không phải của hắn ta Nên rất tức giận Rồi giết người diệt khẩu Giang Ngọc Cầm sau đó dùng danh nghĩa của Giang Ngọc Cầm để hẹn Minh Nguyệt đến nhà nghỉ Rồi giá quả tội danh giết người cho Minh Nguyệt Bây giờ chúng ta đã biết được hung thủ là chung kế tổ Vậy còn chần chờ gì nữa Mau đi bắt người đi Không được Tuy rằng có thể chứng minh được chung kế tổ liên quan đến vụ án này Nhưng vẫn không có đủ chứng cứ Chứng minh hắn chính là hung thủ Hơn nữa là lúc Giang Ngọc Cầm bị sát hại Nếu như có người chứng minh được lúc đó chung kế tổ không ở hiện trường Chúng ta bắt người như vậy e rằng sẽ rút dây động rừng. Vậy thì phải làm sao? Rõ ràng tên họ Chung đó mới là hung thủ, còn để hắn ung dung tự tại, đem tội danh đổ hết lên người Minh Nguyệt sao? Vì vậy điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được chứng cứ có thể trực tiếp chứng minh Chung kế tổ chính là hung thủ giết người. Lan Quế Phượng đúng là quá đáng mà. Cái tên họ Chung đó giết người, còn giá quả tội danh cho Minh Nguyệt? hắn đúng là cầm thú cũng không bằng vậy bao đại nhân đã nói gì hả đại nhân nói hiện vẫn chưa có chứng cứ không thể bắt hắn về chịu tội hả à? vậy vậy không phải vậy không phải để minh nguyệt chết quan uổng hay sao đâu còn cách nào nữa chứ quan phủ phá án luôn đòi hỏi phải có chứng cứ nếu như chúng ta không tìm được chứng cứ để chứng minh minh nguyệt vô tội thì bao đại nhân chỉ có thể xử lý đúng luật nếu không sẽ khiến dân chúng bất bình không được con không thể khoanh tay đứng nhìn minh nguyệt chết quan uổng như vậy bản thân mình đang làm cái gì hay không không phải là tôi đã nói với cô rồi à không có đầy đủ chứng cứ thì không được tự ý hành động chẳng lẽ phải chờ tới khi minh nguyệt bị xử trảm thì mới xử lý tên khốn kiếp này sao cô không nghe bà đại nhân nói gì sao hiện nay triều đình đang theo dõi nghiêm ngặt thanh trừng phá án bất hợp pháp cô cứ làm việc theo ý mình không chỉ làm ảnh hưởng danh tiếng của khai phong phủ mà còn để minh nguyệt đến đường cung quy định quy định chẳng lẽ chỉ vì phải tuân theo những quy định này mà ngay cả tính mạng minh nguyệt cũng không quan tâm cô có chuyện gì vậy có chuyện gì vậy tháng Nam vừa muốn cứu minh nguyệt mà đã đi đánh chung cái tổ một trận à? À? Nè, kể đại ca Thắng Nam cũng nhất thời kích động Tôi nghĩ uh, uh, quên bỏ qua cho cô ấy đúng một lần Đúng vậy đó đại ca Cô ấy cũng là nhất thời kích động thôi Nhất thời kích động à Nhất thời kích động thì có thể quên rằng bản thân là bổ khoái sao hả Nếu như đã làm bổ khoái Thì phải mặc kệ sống chết của người khác Phải mặc kệ công lý Bổ khoái như vậy Tôi không thèm làm Bao đại nhân Tôi luôn cho rằng khai phong phủ là nơi dương cao chính nghĩa Là nơi bảo vệ công lý Nhưng mà rõ ràng chúng ta biết rằng Minh Nguyệt đang bị người khác du quan Chúng ta lại không làm được gì Một khai phong phủ như vậy Tôi thật sự không còn lý do gì tiếp tục ở lại nữa Thằng Nam Cô đã suy nghĩ kỹ chưa Cô tự bỏ như vậy Minh Nguyệt sẽ như thế nào Bao đại nhân Tôi đã quyết định rồi Thằng Nam Thằng Nam Thằng Nam Thằng Nam Thằng Nam Ê, Phúc Bá, ê, Âu Dương Trạng Sư, ông đang làm gì vậy? À, lão gia kêu tôi sắp xếp hành lý. Cái gì? Lão gia nói muốn dọn đến Hàng Châu, không trở về đây nữa. À, không phải chứ? Huynh ấy đúng là quá đáng mà. Huynh còn tới đây làm cái gì? Minh Nguyệt vẫn còn đang ở trong ngục mà huynh muốn bỏ đi rồi sao? <laughs> Liên quan gì tới huynh chứ? Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ rồi, mọi chuyện đều không thể thay đổi được. Đến lúc đó ở khắp cái khai phong thành này chắc chắn sẽ loạn lên Tôi không muốn để tử lạc biết rằng mẹ nó bị xử trảm Vì vậy tôi nhất định phải dẫn Quynh, nó đi Quỳnh có biết là Quỳnh đang nói cái gì không Minh Nguyệt vẫn chưa bị xử trảm Mà Quỳnh đã muốn dứt áo ra đi Quỳnh có còn là con người không Tôi nói cho Quỳnh biết Tôi sẽ không để Quỳnh dẫn tử lạc đi đâu Quỳnh lấy tư cách gì mà nói mấy lời này Tôi mới là cha của tử lạc Tôi thật sự không hiểu được Không phải Minh Nguyệt đã từ chối Quỳnh rồi sao Tại sao Quỳnh còn suốt ngày đeo bám như vậy Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu Và Minh Nguyệt sẽ nhìn rõ được bộ mặt thật của Quỳnh à, Quỳnh nói nghe có vẻ hay thì Không phải Quỳnh nói chuyện của Minh Nguyệt Quỳnh sẽ lo Bây giờ Quỳnh đi cứu cô ấy ra Nếu không thì Quỳnh đừng có xuất hiện trước mặt tôi và tử lạc nữa Biết đi Quỳnh đúng là súc sinh mà Âu Dương Trạng Sư hãy bình tĩnh Hay là cậu về trước đi Nghe lời tôi Đi về ha à. Minh Nguyệt, không còn nhiều thời gian, mau đi thôi. Làm gì vậy? Tôi đã nói rằng nhất định phải cứu cô ra ngoài, đi thôi. Nè nè, Thắng Nam. Không được đâu. Cô làm như vậy, không chỉ mất đi chức vụ bổ khoái mà còn liên lụy đến Khai Phong phủ, cô được kích động như vậy. Tôi không có kích động, tôi Tôi không còn là người của Khai Phong phủ nữa. Cô nói cái gì? Tôi đã xin bỏ chức vụ bổ khoái rồi, tôi sẽ không liên lụy Khai Phong phủ đâu, đi thôi. Chỉ vì tôi mà cô từ bỏ chức vụ bổ khoái, còn trở thành tội phạm giật cục nữa, có đáng không? ba đời nhà ông dương chúng tôi đều là bổ khoái mục đích đều là dương cao chính nghĩa bảo vệ công lý nhưng mà nếu như ngay cả người bạn thân nhất tôi cũng không cứu được thì tôi làm bổ khoái còn có ý nghĩa gì thắng nam à không được mà còn vậy thúc thì sao cả quế tỷ nữa cô bỏ đi như vậy họ phải làm sao họ đều sẽ lo lắng cho cô đó trời ơi tôi không quan tâm nhiều như vậy đâu tôi chỉ muốn cứu cô ra ngoài đi thôi được đi mà. thắng nam đi thôi thắng nam à Hôm nay ai dám ngăn cản tôi Thì đừng trách tôi không khách sáo với các người Cô muốn đi Chúng tôi không cản cô Tôi chỉ muốn nói cho cô biết Chứ dù hôm nay cô có thoát ra khỏi phòng giam này Thì Minh Nguyệt đến đâu vẫn là một tội nhân Cô vẫn không thể trả sự trong sạch cho cô ấy Nhưng mà để cô ấy lại nơi này Thì trả được sự trong sạch cho cô ấy sao Chỉ cần chưa đến ngày xử trảm chúng ta vẫn còn cơ hội Nhưng mà nếu như bây giờ cô dẫn Minh Nguyệt đi Thì tất cả mọi chuyện không thể quay lại từ đầu Thắng Nam Chúng tôi cũng rất muốn nhanh chóng cứu Minh Nguyệt ra ngoài Chúng tôi cũng từng có suy nghĩ giống như cô vậy Nhưng mà Chỉ cần kim đao này vẫn còn trên người của chúng ta Thì chúng ta vẫn là một bộ khoái Đúng vậy Chỉ cần cô vẫn đang cầm cây đao này Thì cô phải xứng đáng với nó Cô phải cố gắng thực hiện nhiệm vụ của một bộ khoái Thắng Nam à Cô đi về với chúng tôi đi mà cây đao này Nó không chỉ là một vũ khí Nó đại diện cho sự công lý và chính nghĩa Nếu như cô còn tin rằng thế giới này có công lý Thì hãy cầm lấy nó Theo chúng tôi về phủ Tháng năm Làm bộ khoái cô lúc nào cũng làm tốt hơn tôi tôi tin cô Thật không ngờ Hai chú cháu các người đúng là giống nhau y như đúc Quynh có biết không Lúc này tháng Nam vừa đến Đại Lao khai phong phủ cướp ngục Tốt Làm tốt lắm Nếu không thì phải làm sao nữa Cả Quynh cũng nghĩ vậy Quynh đừng quên rằng lúc trước Quynh cũng là một bổ khoái lúc nãy tôi mới qua nhà của minh nguyệt nhìn thấy tên hội chung đó sắp dọn đi rồi hắn còn đem cả tử lạc đi nữa như vậy xem ra bây giờ hắn còn đáng nghi hơn nữa đúng vậy rõ ràng là vậy mà vậy mà không làm gì được hắn minh nguyệt nói rất đúng tử lạc dù sao cũng là họ chung đây là chuyện của gia đình cô ấy tôi không quản được chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn Minh Nguyệt chịu khổ. Khoanh tay đứng nhìn tên họ chung đó dẫn tư lạc đi mà thôi. huynh còn nhớ chuyện năm xưa không? Chưởng môn họ Trần của nhà nghỉ Lai Phúc. Tôi nhớ chứ. Nhớ lại năm xưa. Tất cả chứng cứ đều hướng về chưởng môn họ Trần này. Cuối cùng khi gần xử trảm, nếu lúc đó tôi không kịp thời tìm được chứng cứ chứng minh ông ấy vô tội, thì e rằng ông ấy đã sớm rơi đầu rồi. Ừ. Năm xưa khi xử vụ án đó, đến thời khắc cuối cùng, Huynh cũng không từ bỏ. Vậy thì tại sao năm xưa Huynh có dũng khí kiên trì tới cùng, còn bây giờ lại từ bỏ sớm vậy? Có lẽ Huynh đã không còn là bắt hiệp năm xưa. Nhưng mà trong con mắt của tôi, Bắc Hiệp Âu Dương Xuân Chưa bao giờ đi đâu cả Bắc Hiệp luôn là mục tiêu để tôi theo đuổi Gì vậy Huynh tuyệt đối không được từ bỏ Ly rượu này Hay là chờ Minh Nguyệt trở về Rồi chúng ta cùng nhau uống ừ. Đại Lao Phủ Khai Phong minh nguyệt tôi đã kêu Quynh đừng đến đây nữa rồi mà mục đích tôi tới đây lần này là muốn cùng cô nghiên cứu về vụ án tôi hy vọng tìm được chứng cứ mới có thể giúp đỡ cho cô việc này bao đại nhân và triển đại ca đều đang điều tra Quynh không cần lo lắng nữa à, tôi biết cô không muốn gặp tôi không cho tôi giúp đỡ là bởi vì cô sợ cô sợ tới lúc đó tôi không cứu được cô tôi sẽ rất đau buồn và ái nái có đúng không nhưng mà cô có bao giờ suy nghĩ nếu chỉ vì vậy mà cô từ bỏ thì tử lạc sẽ ra sao đi từ đó về sau tử lạc không còn có mẹ nữa vậy thì nó phải làm sao tử lạc tử lạc của ghế tổ chăm lo quên đã nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nó à, cô tỉnh táo lại đi minh nguyệt đã tới nước này rồi mà cô còn muốn giao tử lạc cho tên khốn nạn đó sao cô có biết cái chết của giang ngọc cầm hắn là nghi phạm lớn nhất không quên nói gì vậy không thể nào đâu ngọc cầm đang mang cốt nhục của ghế tổ quên ấy sẽ không làm vậy đâu Cô tin tôi đi Minh Nguyệt à Triển chiêu và thắng nam điều tra rất kỹ rồi Đứa con trong bụng của Giang Ngọc Cầm Giống dĩ không phải là cốt nhục của chung kế tổ Ý Quynh là kế tổ Quynh có chứng cứ gì không Bởi vì tôi chưa tìm được chứng cứ Nên mới tới nhờ cô giúp đỡ Minh Nguyệt à Cô coi như đang giúp bản thân cũng được Giúp tử lạc cũng được Cô đừng cố chấp như vậy Cũng đừng dễ dàng từ bỏ có được không Những gì tôi biết đều đã nói ra hết cho mọi người nghe rồi mà Không đâu Chắc chắn còn sót một chút gì đó Bây giờ cô phải thật bình tĩnh Suy nghĩ kỹ Kể lại hết cho tôi nghe Đầu đuôi câu chuyện ngày hôm đó đi Hôm đó Sau khi nhận được bức thư của Ngọc Cầm Tôi đã đến phòng thiên tự số 1 Tôi đã đến phòng thiên tự số 1 Của một nhà nghỉ như đã hẹn Và đã chờ rất lâu Cũng không thấy Giang Ngọc Cầm đâu Tôi còn nhớ rõ vị trí bày trí trong phòng lúc đó Bên trái là chiếc giường Chính giữa là chiếc bàn tròn. Bên phải là bức bình phong. Và ngay chính diện tôi là một kệ trang trí. Vị trí hoàn toàn ngược lại với mô tả của Minh Nguyệt sao? Ờ, à, dì Tiểu Nhị à, cho tôi hỏi, căn phòng này gần đây có ai giàu ở không? À, căn phòng này trước đây đã từng cho thuê, nhưng mà người thuê căn phòng này chưa bao giờ đến đây ở ngày nào hết. À, đa tạ. À, không có gì. Vậy thì đúng là kỳ lạ. muốn dùng món gì món này có tên là gì vậy à đây là món thịt hung khối được yêu thích nhất của quán chúng tôi nó được làm nóng bằng lửa than mùi vị tươi ngon lắm có muốn dùng thử không hả à. bao đại nhân tôi đã điều tra được tại sao hôm đó minh nguyệt đến phòng thiên tử số 1 lại không thể gặp được giang ngọc cầm rồi ô dương trạng sư người có phát hiện gì tôi dựa theo mô tả của minh nguyệt về phòng của giang ngọc cầm mà quay lại hiện trường vụ án tôi phát hiện bài trí nội thất trong phòng thiên tử số 1 và phòng thiên tử số 2 trên cơ bản là giống nhau như đúc nhưng vị trí bài trí lại hoàn toàn ngược lại với nhau từ đó chứng minh phòng minh nguyệt bước vào rất có thể không phải là thiên tử số 1 còn nữa tôi nghi ngờ chắc chắn có người đã cố ý đổi bản hiệu tên phòng giữa phòng thiên tử số 1 và phòng thiên tử số 2 nhưng mà minh nguyệt từng nói trong lúc giang ngọc cầm bị giết cô ấy từng tới nhà nghỉ Trí hộp về có thể suy đoán theo hướng này trong lúc Minh Nguyệt bước chân đến nhà nghỉ Giang Ngọc Cầm rất có thể đã bị giết từ sớm rồi Nhưng mà chúng tôi đã kiểm tra thi thể của Giang Ngọc Cầm Cô ấy quả thật gặp nạn vào giờ dẫu. Công tôn tiên sinh Số tro than này tôi đã phát hiện trong phòng thiên tử số 1 Mời bao đại nhân xem qua Ô Dương Trạng sư, xem ra chúng ta phải mở quan tài kiểm tra thi thể lần nữa. Ừ. đại nhân. Sau khi kiểm tra, thi thể lập tức đưa vào quan tài an táng, không hề di chuyển đi đâu. Nếu xét theo trường hợp bình thường, thì thi thể Giang Ngọc Cầm không thể nào thối nát nhanh như vậy. Ý của công tôn tiên sinh là thi thể của Giang Ngọc Cầm từng bị người khác đụng vô à? Ừ. Ô Dương Trạng Sư, ý của người thế nào? À, bao đại nhân, tôi nghĩ không chỉ có thi thể bị người khác động vào đâu tôi nhớ minh nguyệt từng nói với tôi một ngày trước khi xảy ra vụ án cô ấy thấy trên tay Giang ngọc cầm đeo một đôi bông tai đá tím nhưng mà bây giờ đôi bông tai đó lại không cánh mà bay sao lại như vậy chứ bao đại nhân ti chức lập tức đi điều tra à, chúng ta chỉ còn một ngày nữa thôi cho dù cậu tìm được chứng cứ thì e rằng cho dù chỉ còn lại một canh giờ thì chúng ta cũng không được từ bỏ mọi người tiếp tục điều tra bổn phủ sẽ tiến cung gặp hoàng thượng À, trương công công bao đại nhân ờ à, à, sao rồi à, bao đại nhân à mời ngài về cho hoàng thượng không rảnh đón tiếp ê trời trương công công à ta thật sự có việc vô cùng quan trọng phải bẩm báo với hoàng thượng À, báo đại, đại nhân trương công công kính <laughs> chào vậy? xin chào bao đại nhân Đại Dân, đến đây diễn kiến hoàng thượng sao hoàng thượng triệu chúng tôi đến để bàn quốc sự ừ. bao trưởng đúng lúc có chuyện này cần phải nhờ bốn vị đại nhân giúp đỡ cho ta có, 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 có gì bao đại nhân muốn nói về chuyện nữ bổ khoái ở khai phong phủ có đúng không à, đúng vậy <laughs> chuyện này ta cũng có nghe nói rồi nhưng theo như ta biết vụ này đầy đủ chứng cứ không phải uh, hoàng thượng đã hả chỉ xử trảm rồi hay sao? Hôm nay bổn phủ đến đây là để bấm báo chuyện này. <cười> <cười> bao đại nhân, hôm nay e rằng hoàng thượng không có thời gian xử lý việc này đâu. Bao đại nhân cũng biết mà. Thời gian gần đây triều đình sao động, hoàng thượng đang bận nghĩ cách điều chỉnh triệu cương mà. Đúng vậy, bao đại nhân việc bàn thái sư cấu kết đảng phái trong triều mấy ngày nay hoàng thượng vô cùng phiền não vì chuyện này đó à, vậy, đúng, đúng vậy đó vậy, bao đại nhân những lời các vị đại nhân nói ta đều hiểu hoàng thượng trăm công ngàn việc chăm lo hết mình cho ba Tánh và giang sơn nhưng hiện tại bọn ta thực sự đã tìm được chứng cứ mới có thể chứng minh liễu minh nguyệt không phải hung thủ chỉ hy vọng hoàng thượng khoan dung thêm vài ngày bao đại nhân nếu hoàng thượng đã hạ thánh chỉ muốn thay đổi cũng không phải là chuyện dễ gì tấm lòng cảm thông thì ai cũng có cả như vậy đi chúng tôi sẽ giúp bao đại nhân trao đổi thêm với hoàng thượng hả <laughs> vậy thì làm phiền bốn vị đại nhân rồi, <laughs> Man, đế04, đế passport, đế đúng rồi chúng tôi cáo từ Ủa cáo từ cáo từ khai phong phủ. đại, đại công công viên, sinh. ông Mọi nói, "Ngươi phải lắng bình tĩnh đi, vẫn chưa diễn sứ nhưng mà ngày Được mai Minh Nguyệt sẽ." Ê. Ê. "Trời, ơi. nhưng mà huynh nói sự vụ chuyện này vậy. sau đây." Ê. "Ê, Bao đại nhân về rồi." "Hả? Hả? À. Về rồi. Bao đại, đại nhân, gì? Bao đại nhân Hoàng thượng nói sao vậy?" "Hoàng thượng nói sao vậy? Đúng vậy, Bao đại nhân, hoàng thượng nói sao vậy?" "Bao đại nhân, hoàng thượng có chịu về ngày sửa trảm không?" "Đúng vậy, Bao đại nhân, hoàng thượng" ngay cả gặp mặt ta cũng không chịu hả, hả? vậy vậy, vậy, vậy? Chuyện này... thật không ngờ hoàng thượng lại kiên quyết như vậy hoàng thượng làm vậy cũng có nỗi khổ riêng mà vậy minh nguyệt thì sao chẳng lẽ để minh nguyệt chết quan uổng như vậy từ đó bao đại nhân Ê, khó khăn lắm mới tìm được một ít chứng cứ bây giờ lại bao đại nhân chẳng lẽ chúng ta thực sự không còn cách nào khác ngày mai minh nguyệt sẽ bị nếu không thể làm trái mệnh lệnh thì chúng ta phải theo luật sử trảm minh huyệt vậy hả, à, hả? Vậy, 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 vậy. Vậy. đại lao phủ khai phong bao đại nhân minh nguyệt có phải đến giờ rồi không Minh Nguyệt Có phải đã tới giờ rồi không? Minh Nguyệt Bổn phụ Có lỗi với cô Khó làm trái lệnh dương Đại nhân xin được tự trách mình như vậy Chỉ là sau khi tôi mất Tử là không còn mẹ nữa Cuộc sống sau này của nó sẽ thế nào đây Minh Nguyệt Cô tâm đi Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô chăm sóc cho tử là Các chúng tôi ở đây Không ai dám ăn hiếp nó đâu Bổn phụ hứa với cô sau khi cô mất, Khai Phong Phủ sẽ giúp cô an bài mọi thứ. Cô không cần phải bận tâm. Hoàng thượng để tình, cô từng là nữ bổ khoái mang đào và cũng từng lập công cho triều đình. Vì vậy đã miễn hình phạt trảm đào, đổi thành hình phạt uống rượu độc. Cô hãy an tâm mà nhắm mắt Liễu Minh nguyện của khai phong phủ là nữ bổ khoái nhưng lại cố ý phạm pháp giết hại dân nữ Giang ngọc cầm phụ lòng hoàng ân nay tội danh xác thực xử trảm theo luật lệ đại tông để cảnh cáo thiên hạ rồi trẻ vậy mà, mà đồng trời luôn à. em... Tháng Nam Cô tính đi đâu Cô đừng có kích động Tại sao tôi không được ra tay Chung kế tổ mới là hung thủ giết người Là hắn đã hại chết Minh Nguyệt Tôi phải bắt hắn đền mạng cho Minh Nguyệt Quỳnh tránh ra Nếu không tôi sẽ không khách sáo với Quỳnh đâu Nhưng mà cô làm như vậy là phạm pháp Phạm pháp Vậy Minh Nguyệt thì sao Cô ấy đâu có phạm pháp Vậy thì tại sao cô ấy phải chết Tôi thật sự không hiểu Tại sao các huynh có thể vô tâm như vậy Huynh có còn nhớ những gì huynh đã hứa với tôi trong đại lao hay không Mấy cái công lý và chính nghĩa mà huynh nói Rốt cuộc đã ở đâu hết rồi Tại sao không thấy một chút công lý nào Tốt nhất huynh đừng đi theo tôi Nếu không Tôi sẽ trở mặt với huynh đó Thắng Nam Với cô Tôi chưa bao giờ không giữ lời cai phong phủ mời mời bao đại nhân chung ừ, lão già đến rồi ồ à. bao đại nhân chung lão già chuyện của minh nguyệt bốn phủ thật sự xấu hổ ừ. bao đại nhân mọi người đều đã cố gắng rồi, là bản thân tôi không có phúc phận, khó khăn lắm tôi mới trở về, nhưng lại không thể sống lâu dài với Minh Nguyệt được. Trung lão già, xin chia buồn với người. Trung lão già, đây là đồ đạc của Minh Nguyệt. À, làm phiền công tôn tiên sinh chung lão già sau khi minh nguyệt chết ngươi và tử lạc có dự định gì không minh nguyệt phải chết đường đột như vậy tôi thật sự chưa có dự định gì hết vì vậy tôi nghĩ tôi và tử lạc sẽ rời khỏi đây trước tìm một nơi cư trú để sống một cuộc sống an nhàn à ba đại nhân công tôn tiên sinh tôi còn phải trở về lo liệu hậu sự cho minh nguyệt xin cáo từ trước ngươi hãy bảo trọng bảo trọng chung ừ. phủ Vậy? cha dẫn con đi chơi Nghe lời nha Dạ Ê, Triển hội vậy Quynh tìm tôi có chuyện gì Lão gia Xảy ra chuyện gì vậy À Phúc Bá à Ông dẫn Tử Lạc về trước đi Dạ Tử Lạc à Đi nào ừ. Đi Minh Nguyệt chỉ vừa mất Mà Quynh lại gấp gáp Đi đâu như vậy Minh Nguyệt không còn ở đây nữa, tôi cũng không còn gì phải lưu luyến. Tôi chỉ muốn dẫn theo tử lạc rời khỏi cái nơi đau buồn này, để bắt đầu một cuộc sống bình yên. Tôi thấy rõ ràng huynh muốn dẫn tử lạc chạy trốn. Chung kế tổ, huynh bị nghi ngờ giết hại Giang Ngọc Cầm, theo lệnh của bao đại nhân, phải bắt huynh về xử án. Các người nói tôi giết người à? Dựa vào đâu? Ê, Ê, cô làm gì vậy? Ê, 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 tôi nghe... Ê. Dựa vào cái này Trương Long Triệu Hổ dạ. Bắt ngươi dạ. à, Các người làm gì vậy Nè nè nè, đi, đi. nè Thả tôi ra đi. Thả tôi ra, đi. Thả, tôi ra. Đi. Thả, tôi ra. Đi. thả tôi ra Thả tôi ra Thả tôi ra Khai phong phủ giải phạm dân chung kế tổ thả tôi ra Đi. thả tôi ra Đi. tôi có làm gì đâu thả tôi ra chung kế tổ ngươi có nhận tội không bà đại nhân tôi không có giết người phóng hỏa cũng không có dâm ô cướp bóc thì làm gì có tội chứ quỳnh đúng là quá đáng ăn nói lung tung quỳnh giết hại giang ngọc cầm còn giá quả tội danh cho liễu minh nguyệt minh nguyệt đã vì quỳnh mà chết oan uổng bây giờ quỳnh đang ở trên công đường mà còn dám nói là không liên quan tới quỳnh Nói bản thân vô tội sao Quỳnh có còn là con người không Bao đại nhân Trước đây trong lúc tôi thừa nhận tôi là hung thủ Thì tất cả mọi người ở khai phong phủ Đều nói tôi có chứng cứ không ở hiện trường Không thể nào giết người Rồi bây giờ lại quay qua nói tôi là hung thủ Các người trở mặt cũng quá nhanh rồi Được Vậy tôi hỏi Quỳnh Hôm xảy ra vụ án Quỳnh có đi tới nhà nghỉ gặp Giang Ngọc Cầm hay không? Không có từ khi Ngọc Cầm đến gây sự với tôi Tôi đã sắp xếp cho cô ấy ở nhà nghỉ Từ đó tôi không gặp cô ấy nữa Được Nếu Quynh thật sự không gặp Giang Ngọc Cầm Vậy tại sao đôi bông tay đá tím mà cô ấy đang đeo Lại ở trên tay của Quynh Đó là trước đây cô ấy đưa tôi Theo như lời khai của Liễu Minh Nguyệt Hai ngày trước khi Giang Ngọc Cầm gặp nạn Đã từng đến gặp Liễu Minh Nguyệt Trên tay còn đeo đôi bông tay này Rõ ràng người đang xảo biển Bao đại nhân minh nguyệt là nghi phạm lớn nhất trong vụ sát hại ngọc cầm cô ấy vì muốn giúp bản thân thoát tội thì chuyện gì cũng có thể nói ra được lời cô ấy nói không đáng để tin được tôi sẽ làm cho huynh không thể chối cãi bao đại nhân tôi muốn mời trưởng quầy của nhà nghỉ tới đây làm chứng được truyền động tam truyền đóng tam à, thảo dân động tam khấu kiến bao đại nhân Động tàm, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Trước khi Giang Ngọc Cầm bị giết, cô ấy có đeo đôi bông tai này không? Dạ, cho đến ngày xảy ra chuyện, cô ấy vẫn đang đeo đôi bông tai này. Cô ấy chỉ là một trong số bao nhiêu khách họ của người. Tại sao người lại chú ý đến trang sức trên người cô ấy vậy? Vào buổi tối trước khi cô ấy gặp nạn, tôi đã tới đòi tiền phòng. Cô ấy nói không có, còn chỉ vào đôi bông tai này mà nói. Sau này sẽ thế chấp cái này cho tôi. Bởi vậy tôi có ấn tượng vô cùng với đôi bông tai này đó. Bà đại nhân Tôi 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 nhớ ra rồi Đây không phải là trước đây cô ấy đưa tôi Mà là vào hôm xảy ra chuyện tôi đã tìm cô ấy nói rõ Muốn cắt đứt quan hệ với cô ấy Cô ấy nhất thời tức giận Đã ném trả đôi bông tai tôi đã tặng cô ấy trước đó Người nói ngươi đã từng gặp Giang Ngọc Cầm Vậy thì ngươi đã rời khỏi nhà nghỉ vào lúc nào ờ, à, Vào giờ mùi Vậy tức là Quynh đã thừa nhận Buổi chiều hôm xảy ra vụ án Đã từng đến nhà nghỉ gặp Giang Ngọc Cầm Còn lấy đi đôi bông tai của cô ấy có đúng không Đúng vậy thì sao chứ Huynh còn đang nói dối Lúc đó Giang Ngọc cầm vốn dĩ không thể nào đưa bông ta cho Huynh được Bởi vì lúc đó cổ đã bị Huynh sát hại rồi Cái tên Âu Dương kia Minh Nguyệt cũng đã chết rồi Huynh còn trăm phương ngàn kế đã hãm hại tôi Rốt cuộc Huynh muốn cái gì hả Còn nữa Huynh cũng đã nói rồi Ngọc cầm chết vào giờ dậu Tức là lúc đó có rất nhiều người có thể chứng minh rằng tôi đang chơi với tử lạc mà Vậy thì Huynh sai rồi Thời gian tử vong chính xác của Giang Ngọc Cầm không phải là giờ dậu mà chính là giờ mùi đó Quynh nói cái gì Quynh tưởng rằng kế hoạch của huynh thật sự hoàn hảo vậy sao vậy thì sai rồi tôi đã từng đến xem căn phòng mà giang ngọc cầm đã thuê phát hiện được khắp các góc phòng đều xuất hiện tro than bị đốt cháy đó là bởi vì sau khi huynh giết người đã tiến hành đốt than trong phòng muốn làm nóng thi thể của giang ngọc cầm để thi thể không bị cứng lại từ đó khiến người nghiệm thi có thể đoán nhầm kéo dài thời gian tử vong của Giang Ngọc Cầm. Tôi nói có đúng không? Hồ đồ, đây đều là suy đoán của huynh. Sao tôi lại có thể làm vậy được chứ? Ừ. Công tôn tiên sinh. Hỡi bẩm đại nhân, sau khi phát hiện điểm nghi ngờ, học trò đã khai quan kiểm tra lần nữa, nhưng phát hiện mức độ thối nát của thi thể vô cùng bất thường, có thể do chịu nóng mà dẫn đến. Theo suy đoán của học trò, Thời gian tử vong của Giang Ngọc Cầm nên sớm hơn hai canh giờ, tức là giờ mùi. Đúng vậy. Nếu như huynh thừa nhận vào giờ, giờ mùi đã gặp mặt Giang Ngọc Cầm, vậy thì Giang Ngọc Cầm chắc chắn là do huynh giết. Được. Cho dù Ngọc Cầm bị tôi giết vào giờ, giờ mùi đi nữa, vậy thì tại sao vào giờ, giờ dậu Minh Nguyệt đi tìm cô ấy lại không nhìn thấy thi thể? Như vậy không hợp lý. Nè, không hợp tình hợp lý một chút nào Rất đơn giản Phòng mà Liễu Minh Nguyệt đến vốn dĩ không phải là phòng thiên tự số 1 của Giang Ngọc Cầm Mà là căn phòng huynh đã nhờ người đi thuê Phòng thiên tự số 2 Liễu Minh Nguyệt đã từng mô tả cho tôi nghe Về cách bài trí nội thất trong phòng thiên tự số 1 của Giang Ngọc Cầm Và trong lúc tôi bước chân vào phòng thiên tự số 1 Phát hiện bài trí bên trong Hoàn toàn ngược lại với những gì Liễu Minh Nguyệt đã mô tả Chính là vào lúc đó tôi đã hiểu tất cả mọi chuyện. Vì lúc đó sau khi huynh giết người xong, đã đổi vị trí hai bản tên của phòng thiên tử số 1 và số 2. Vì vậy phòng mà Liễu Minh Nguyệt vào chỉ là phòng thiên tử số 2, không có ai trong đó cả, có đúng vậy không? Bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ, chung kế tổ, ngươi còn muốn nói gì? Tôi, Đúng 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 đó là tôi giết đều là do tôi làm hết. Anh giết, giết người. Để, đỉnh, đỉnh được. Ngọc Cầm là do tôi giết. Là tôi đã giết Giang Ngọc Cầm rồi giá quả cho Minh Nguyệt. Vậy thì đã sao chứ? Tất cả mọi chuyện đều do Minh Nguyệt ép tôi hết. Nếu không phải cô ấy dẫn tử lạc Qua lại với tên khốn nạn này Thì sao tôi lại đi vào bước đường ngày hôm nay kia chứ vì tử lạc chuyện gì tôi cũng có thể làm được họ chung kia huynh nghe đây minh nguyệt là thê tử của huynh sao huynh nở đối xử với cổ như vậy còn nữa huynh đường đường chính chính nói muốn tốt cho tử lạc nhưng huynh lại hại chết mẹ của nó huynh căn bản không xứng đáng làm cha của tử lạc <laughs> minh nguyệt không phải là do ta hại chết Minh Nguyệt là do các người xử tử Là các người hại chết Minh Nguyệt Muốn trách Thì chỉ trách các người quá ngu ngốc <laughs> Thật không ngờ tất cả mọi chuyện Đều do Quynh gây ra <laughs> chưa chết à Minh Nguyệt vô tội Sao bao đại nhân lại xử trảm cô ấy chứ Tôi đã cố ý truyền tin giả ra ngoài Là Minh Nguyệt đã bị xử trảm Mục đích chính là để hung thủ mất cảnh giác Cuối cùng thì huynh cũng đã tự chuối đầu vào lưới rồi chung kế tổ Người mưu hại thế tử gia Ngọc Cầm Tại sao còn không mau nói sự thật ra sau khi tôi và minh nguyệt hòa hôn tôi từng suy nghĩ cùng với ngọc cầm sống một cuộc sống yên bình tuy rằng hai chúng tôi thường xuyên cãi nhau nhưng mà khi nghĩ đến cô ấy đã mang trong mình cốt nhục của nhà họ chung tôi đã nhẫn nhịn tất cả rồi đột nhiên có một ngày tôi phát hiện ra cô ấy thường xuyên giấu tôi và lén lút một mình đi gặp đại phu Ông chủ à, ừ. cô gái vừa lúc nãy đến mua thuốc gì vậy? Thuốc dưỡng thai. Hả? Đứa con trong bụng cô ấy không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì, chỉ là sắp lâm bồn. Lâm bồn? Nhưng mà bụng cô ấy nhìn có vẻ đâu có lớn. Bụng cô ấy nhìn có vẻ không lớn, nhưng đứa con trong bụng là sắp đủ tháng sinh rồi. Hả? Tôi và Ngọc Cầm quen biết, cũng mới chỉ khoảng 8 tháng đổ lại. Vậy thì tại sao mà cô ấy có thể mang thai đủ tháng được chứ? Trùng kế tổ Tuy rằng đứa con trong bụng Giang Ngọc Cầm không phải con người Nhưng chuyện này không liên quan đến Liễu Minh Nguyệt Tại sao sau khi giết hại Giang Ngọc Cầm Ngươi lại giá hòa tội danh cho Liễu Minh Nguyệt Đều là tại vì cô ta Sau khi tôi làm ăn thua lỗ Tâm trạng vô cùng suy sụp Ban đầu tôi còn tính trở về thành khai phong Cùng Minh Nguyệt bắt đầu lại cuộc sống hạnh phúc bên nhau Nhưng mà thật không ngờ Chỉ trong thời gian dài tháng ngắn ngủi tôi không có ở đây Thì cô ta đã ngoại tình với cái tên khốn đạn này Còn cướp đi mất đứa con duy nhất của tôi Tôi phải giành lại đứa con duy nhất của tôi về Tôi phải giành lại tử lạc của tôi về Bởi vì vậy Vì vậy tôi đã nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo Vừa có thể trả thù Ngọc Cầm Vừa có thể trả quả cho Minh Nguyệt Cuối cùng Còn có thể danh chính ngôn thuận và lại tử lạc của tôi về Trung kế tổ Ngươi hãy nói sự thật Ngươi đã giết người bằng cách nào Hôm đó Tôi đến nhà nghỉ tìm Ngọc Cầm Ngọc Cầm Cha Không phải chàng sống chung với ả đó rồi sao Còn đến đây tìm thiếp làm gì ừ. À chàng nói bỏ là bỏ thiếp luôn chàng không nghĩ đến thiếp thì thôi đi ngay cả con ruột của mình chàng cũng không nhận sao <laughs> đứa con ruột đứa con ruột của ai đương nhiên là của chàng của tôi à liên quan gì đến tôi <laughs> cái con tiễn nhất này cô tưởng rằng tôi không biết sao đứa con quan trong bụng của cô vốn có phải là của tôi chàng nói gì vậy thiếp không hiểu <laughs> cô không hiểu cái tên tiện nhân này rốt cuộc cô muốn lừa tôi tới khi đâu? Chẳng làm gì vậy? <cười> <cười> sau khi giết chết Ngọc Cầm. Tôi nhờ người viết một bức thư cho Minh Nguyệt. Dùng danh nghĩa của Ngọc Cầm để lừa Minh Nguyệt đến nhà nghỉ. Sau đó, tôi đã dẫn Tử Lạc ra ngoài chơi. Chung kế tổ, hiện nay nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi có nhận tội không? Tôi vô tội. Tôi vô tội. Tất cả đều là lỗi của họ. Đều là lỗi của Liễu Minh Nguyệt kia. chung kế tổ người đã sát hại giang ngọc cầm rồi giá quả cho liễu minh nguyệt tội không thể tha Theo luật lệ của đại tống sẽ bị phán tội xử trạm giờ ngõ ngày mai hành hình à, tôi vô tội là tôi bị oan tôi không làm sai cái gì cả người đâu dạ đêm phạm nhân chung kế tổ giam vào ngục cho ta dạ Bà đại nhân đều là minh để nguyệt đi. hại tôi để tôi không có sai tôi bị quên à, tôi, tôi không có sai tôi không phụ tôi không sai, tôi không sai đi. mà, tôi không sai, tôi không sai. khanh nói rất là đúng, mọi việc cứ làm theo sắp xếp của khanh gia đi. dạ, dạ hoàng, hoàng thượng, hoàng thượng, thần còn có một việc muốn bẩm tấu. ờ, không khanh gia nói đi. Hoàng thượng còn nhớ vụ án nữ bộ khoái ở Khai Phong phủ không? Gần đây trong triều đình các thần đều đang bàn tán vụ án này. Rốt cuộc chuyện này là sao? À, Hoàng thượng vốn đã hạ chỉ xử trạm liễu Minh Nguyệt, nhưng Bao Chẩn đã không chấp hành theo luật lệ. Tuy rằng Bao Chẩn đã xử lý được vụ án Hoàng, nhưng cách làm này không chỉ giấu trên lừa dưới phạm phải tội khi quân còn bị nghi ngờ làm việc thiên vị nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng gây ra trào lưu bất chính trong triều đình mau chứng này hoàng thượng bàn tán trong triều thì không đáng sợ chỉ sợ bàn thái sư nhân cơ hội này nắm lấy điểm yếu chuyện nhỏ quá lớn làm mất uy nghi thần cho rằng nếu bao chứng không thể làm việc liêm chính vụ án cấu kết các quan trong triều của bàn thái sư mà tiếp tục giao cho bao chứng xử lý, e rằng không ổn cho lắm. Ừ. Nhưng các anh à, chuyện của bàn thái sư dù sao cũng cần có người điều tra chứ. Ờ... Ừ. ờ... Ừ. Di, Di thần Thuyền Thuyền vì hoàng, hoàng, hoàng thượng phân ưu giải nạn. À. Ừ. Thiên lao khai phong phủ. Mở cửa cho tôi Dạ yeah. Tôi có làm vài món ngon cho Quynh Ăn đi kẻo nguội Đừng có giả bộ ở đây làm người tốt với ta Hôm nay ta đi tới bước đường này Đều là do nạn và cái tên khốn nạn kia cả ta có làm gì sai đâu ta một lòng về đây vì chỉ muốn đoàn tụ với nàng và tử lạc còn nàng thì sao nàng không biết xấu hổ bản thân nàng thường xuyên qua lại với cái tên khốn nạn đó thì thôi đi nàng còn dẫn theo tử lạc đi cùng các người cứ giống như người một nhà vậy nàng có nhầm lẫn gì không tử lạc mang hỏi chúng mà vậy quynh cũng còn nhớ rằng là ai đã bỏ rơi mẹ con tôi bao nhiêu giữa chợ không vậy thì đã sao vậy thì nàng có thể qua lại với cái tên khốn nạn kia đủ rồi chuyện này không liên quan đến người khác đây là chuyện giữa hai chúng ta chính là hắn là hắn đã cướp đi nương tử của ta chính là hắn đã cướp đi con trai của ta Nàng phải nhớ cho rõ Ta mới là phu quân của nàng Ta mới là cha của tử lạc Nàng kêu ta làm sao nhịn nỗi nhục này hả Tại sao đến giờ Mà huynh vẫn không biết hối cải vậy Tại sao Tại sao huynh nhẫn tâm như vậy Giết chết Ngọc Cầm còn giá quả cho tôi <laughs> Được Cũng đã tới bước đường này rồi ta nói cho nàng biết ta làm như vậy đều là vì nhà họ chung chúng ta đều là vì tử lạc nếu mà ta không dành lại tử lạc về thì nhà họ chung chúng ta sẽ bị tuyệt hậu quỳnh nói gì vậy còn tiện nhân ngọc cầm Cô ta hại ta. Hại ta đến nỗi không thể nhân đạo được nữa. <laughs> nàng nói đi. Ta muốn giành lại con trai của mình thì có gì là sai? Đều là tên tiện nhân đó lừa ta, ta có lỗi sao? Là nàng. Là nàng khiến ta mất đi tử lạc. Là nàng khiến ta mất đi tất cả Vậy tại sao huynh không nghĩ thử xem Ban đầu rốt cuộc là ai Chỉ vì người phụ nữ bên ngoài mà bỏ rơi hai mẹ con tôi Rồi nhấc áo ra đi Sau khi huynh đi rồi Một mình tôi phải gánh vác cả gia đình này Tôi đã sống một cuộc sống như thế nào huynh có biết không Tử lạc vậy không có cha Ở trường bị người ta ăn hiếp Tôi và tử lạc đã sống như thế nào huynh có biết không Huynh tự hỏi Lộc đi Trong lòng huynh có bao giờ nghĩ đến hai mẹ con tôi chưa nếu không phải Ngọc Cẩm có lỗi với Quỳnh, thì Quỳnh có trở về bên cạnh của tôi không? Nếu như Quỳnh không giá quạ cho tôi, thì Quỳnh có ra nông nổi như ngày hôm nay hay không? Ta không muốn nghe nàng nói nữa. Ta chỉ muốn duy trì nội giống nhà họ chung thôi mà, nên ta nhất định phải giành lại tử lạc. Quỳnh có làm trộn trách nhiệm của người cha chưa? Nếu như trong lòng Quỳnh vẫn còn nghĩ đến tử lạc, thì đã không đến giờ vẫn chưa chịu hối cãi. Quynh có tự nghĩ tử Lạc có một người cha như Quynh Người ta sẽ nghĩ như thế nào không Nếu như bây giờ Quynh còn biết nhận lỗi Sau này tôi còn có thể nói với tử lạc rằng Cha của nó lúc trước chỉ là nhất thời lầm lỡ mà thôi Nhưng mà bây giờ Đến nước này Quỳnh vẫn chưa chịu hối cải Thì sau này tôi phải nói với nó như thế nào đây Người cha ruột của nó rút cô là người như thế nào hả Quynh nói đi Quynh nói đi chứ Xin lỗi Ta xin lỗi Đừng nói nữa Ăn đi kẻo nguội Món xương chiên giòn này là trước đó tôi học để làm cho Quynh ăn Tiếc là không có cơ hội lại đây ăn thử đi Nếu như có một ngày Cô phát hiện Người mà cô hy sinh tất cả vốn dĩ không đáng để cô làm vậy Thì cô sẽ làm sao Sao lại không đáng chứ Kế tổ là tướng quân tốt nhất trên thế gian này đó Vì quên ấy tôi cảm thấy Làm gì cũng xứng đáng hết Trời ơi Đây là cái gì vậy Vừa thúi vừa khó coi Nè Món này rốt cuộc là gì vậy <laughs> Để đây cả đêm thúi chết đi được Mau đem đi chỗ khác nếu như hồi trước ta chịu ăn thử thì ta đã không ra nông nổi như bây giờ rồi tất cả đều đã là chuyện quá khứ minh nguyệt nếu như lần này ta trở về mà thật lòng hối cãi thì nàng có cho ta thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu không Hy vọng Hy vọng nàng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân Chúng cái tổ đã đến giờ rồi Hãy đi theo chúng tôi Cái tổ Bảo trọng hãy chăm sóc tốt cho tử lạc chung Phụ Tử Lạc à, nào, ăn canh ngân nhĩ đi Con không ăn, con không ăn, con muốn gặp mẹ Nào, ngoan nào, ngoan đi con Con không ăn, con không ăn, đâu Tử Lạc Mẹ, mẹ Tử Lạc Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi Tử Lạc rồi. Tử Lạc Tốt quá rồi, tốt quá rồi Cuối cùng cô cũng bình an vô sự phục bá trong thời gian này đã phiền ông rất nhiều Nếu không có ông Chăm sóc cho tử lạc tôi cũng không biết phải làm sao nữa Ô trời Đây đều là gì tôi nên làm Cô không sao thì tốt rồi <laughs> Mẹ cha đâu rồi Cha con Cha con phải đi đến một nơi rất xa rồi Sau này sẽ không trở về nữa Vậy thì mẹ có bỏ mặt con luôn không Mẹ hứa với con nhất định sẽ không bao giờ bỏ mặt tử lạc con có chịu không dạ <laughs> khai phong phủ bao đại nhân bao đại nhân bao đại nhân bao đại nhân mọi người đều đang ở đây đã xảy ra chuyện gì bao đại nhân Lần này đại nhân vì muốn cứu tôi mà phạm tội khi quân Đắc tội với hoàng thượng Lần này có thể nào dẫn theo tôi vào cung để tả tội với hoàng thượng Và chịu phạt không Bà đại nhân Đây không phải là lỗi của một mình Minh Nguyệt Toàn bộ khai phong phủ chúng ta đều có liên đới trong vụ này Chúng tôi sẽ đi với ngài phải. Đúng, chúng tôi sẽ đi cùng Chúng tôi sẽ đi cùng với đại nhân Không được Sự việc lần này đã ảnh hưởng đến mọi người rất nhiều Tôi không thể tiếp tục liên lụy mọi người nữa Bà đại nhân Hay là à, Là vì chuyện này sao Mọi người yên tâm đi Chuyện này không có nghiêm trọng như các người nghĩ đâu Ta đang chuẩn bị vào cung bẩm báo mọi chuyện với hoàng thượng đây Nhưng mà Bảo đại nhân Yên tâm đi Trước đây hoàng thượng hạ chỉ Là bởi vì chúng ta không đủ chứng cứ Hoàng thượng mới xử lý theo luật Còn bây giờ hung thủ cũng đã bắt được Hoàng thượng cũng là người hiểu rõ đạo lý mà Như lại Có cả thái hậu ở đây Yên tâm Sẽ không có chuyện gì đâu Mọi chuyện Cứ chờ bổn phủ trở về hạng nói bao chứng khánh đức là to kia, dám khi quân phạm thượng hoàng thượng bớt giận thần chỉ là tình thế ép buộc mới làm vậy chỉ có làm vậy thì mới có thể tìm được chứng cứ chứng minh liễu minh nguyệt vô tội nếu không trần tướng mãi mãi sẽ bị chôn vùi dưới đáy biển <laughs> bao đại nhân ngài làm như vậy quả thật có thể chứng minh liễu minh nguyệt vô tội nhưng ngài có từng suy nghĩ ngài công khai kháng chỉ thì mặt mũi hoàng thượng để đâu? Hoàng thượng, vụ án liễu minh nguyệt mọi người trong triều đều biết, trong đó cũng không ít lời bàn tán không hay. Nếu việc này bỏ qua như vậy, e rằng các đại thần sẽ lời ra tiếng vào, cũng ảnh hưởng đến danh dự thanh thiên của bao đại nhân. Hoàng thượng, thần chỉ làm tròn chức trách của bản thân, không muốn giết nhầm người tốt, xin hoàng thượng, minh xét. Không cần nói nữa. Bao chứng Lần này quả thật Khanh không làm tròn trách nhiệm Nhưng mà cảm niệm tình Khanh một lòng trung thành với triều đình Sự việc liễu minh nguyệt Trẩm sẽ không truy cứu nữa Ta hoàng thượng Nhưng mà Bắt đầu từ hôm nay Vụ án bàn thái sư Khanh cũng không cần phải xen vào nữa Hoàng thượng Trẩm đã quyết định Giao việc này cho dạng khổng tào lưu Bốn Khanh gia toàn quyền xử lý Khanh hãy đem thông tin mà Khanh điều tra được Giao hết cho bốn vị đại thần đi Thần Tuân chỉ Điền đại nhân tôi Mau truyền Di thần tham kiến hoàng thượng Điền đại khanh miễn lễ Tạ hoàng thượng Khanh gia Lần này khanh đến liêu quốc Có thu hoạch gì không Bấm hoàng thượng Lần này thần xuất hành may mắn không phụ lòng của hoàng thượng trải qua nhiều lần thương lượng liêu quốc đồng ý cùng đại tống ta thiết lập giao dịch qua lại hôm nay họ sẽ phái sứ giả tới đây để trao đổi được làm rất tốt chúc chúc, chúc mừng, mừng hoàng thượng, thượng. Ừ. điền khanh Gia nghe lệnh chẩm ra lệnh trong thời gian sứ giả liêu quốc đến đây khanh toàn quyền phụ trách tiếp đãi thần tuấn chỉ nhưng mà sứ giả lưu quốc tới đây liên quan tới giao ban của hai nước trách nhiệm to lớn dễ dựa vào mình thần e là sẽ không chu toàn Ủa? vậy điền khanh gia khanh có đề xuất gì mọi người công triều đều biết bộ khoái khai phong phủ huấn luyện bài bản hành sự cẩn thận thần đề xuất khi sứ giả lưu quốc tới đây khai phong phủ sẽ tiến hành công tác bảo hộ chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn ừ vậy trẩm chậm... Nghe theo lời của Điền Khanh Gia Bao chứng Có thần Cẩm lệnh Khanh trong lúc sứ giả liêu quốc đến đây Phải toàn lực hỗ trợ Điền Khanh Gia Không được xảy ra sai sót gì Lấy công chuộc tội Thần tuân chỉ